xịt ở dưới, còn bây giờ ở ngoài đó mình xịt bổng lên trên nên cho nó bay ra cái nước ra. Sát mé kìa, xịt ba bên sát mé. Mé bên đây nè, mé mũi chuối chưa có nè. Cái này chỉ xịt phớt ra thôi không chí, đâu có cần xịt nhiều phải không? Hả? Xương xương hả? Rồi dí đầu vô trong này đi. Xịt vô cái bệnh đá của ông Chí luôn kìa. Uống cho bổ. Rồi xịt dài dài vô đi. Nè mày cầm đi tao xịt cho. Lỡ cầm đi được rồi. Cái gì ông Chí? Uống đi tao làm cho. Chí cái gì? Cái gì? Đầu trâu ba màu nè. Mua phân ba màu á, tôi xài ba cái cây kiển phân ba màu của mà. Ra đêm chiếc xịt qua cái thôi lại cào chứ. Bước qua anh kia để tôi xịt bên đây cái nữa. Bên đây thật dễ thấy nè, ướt đắt là xong rồi đó. Dư dữ lắm là 3 kia 2, 4 bằng B dư dữ lắm rồi. Cái này chừng 2 bằng B là nó hết rồi. Cái này xịt cho cỏ, cái bông cỏ nó rớt xuống nó đừng có nảy mầm như vậy. Điểm tài chứ đang cái mặt đưa cái mặt giả đó thôi. Cái giải thế mẹ thôi. Cái mặt giả đó thôi. Hết đi, gọi này xịt sao qua bỏ đâu. Thuốc gì vậy? Thuốc diệt mầm. Cái này xịt là chậm xuống không sao chứ không chứ. Đường băng không sao. Để ba xuống được chắc. Hành không sao là cái cây không sao. Sợ là hành này mà bị ấy là cái cây này nó cũng bị luôn. Hành ngồi với mũi chua không có sao. Cái bạc giải hả thầy? Thầy đi. Thầy mình bỏ cái luôn. Nước cũng khô nó không khô bỏ lên bà nội cha rồi đã.
quá trời, 4 thùng bê lâu rồi. Bốn thùng đầy nữa nè. Ông kêu 4 bê, 4 đầy như mấy. Hết rồi, hết rồi, hết rồi, hết rồi, quá mừng rồi, hết rồi. Vậy là cái cỏ cú mà mình muốn diệt nó là phải nghỉ đất tới 2-3 bữa mới trồng được đúng không? Trời ơi, nửa tháng. Nửa tháng luôn hả? Ừ. Thôi đi cỏ cú cho mày nằm đây luôn đi. Ừ. Cỏ cú cái cây này nó lên cao hơn cỏ cú chết trơn à. Cỏ cú mà không có ánh nắng nó đâu có lên. Dưới phần bơm nước nhiều nhưng nó thối đó phải không? Ủa gì cỏ cú với ruộng nó cũng lên đó hả? Tôi thấy dưới ruộng nó có cỏ cú đông già. Rồi tắt đi tiếng Anh đây.